phần lớn xác máy bay trực thăng rơi đã được trục vớt. Trưa ngày 6 tháng 4, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một phần thi thể của nạn nhân thứ 5 và trục vớt nhiều phần xác máy bay trực thăng rơi xuống biển. Cơ quan chức năng cho biết, 3 trong số 5 nạn nhân tử vong trong vụ rơi máy bay trực thăng BLL-505 được xác định là người trong cùng một gia đình ở Đà Nẵng. Chuyến du lịch gia đình được lên kế hoạch nhằm mừng sinh nhật của một trong các nạn nhân. Danh tính các nạn nhân gồm, phi công là Đại tá Chu Quang Minh, sinh năm 1964, ông Hồ Tá Lực, sinh năm 1964, bà Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, bà Hồ Thị Oanh, sinh năm 1962 và bà Phạm Thị Bê, sinh năm 1958, cùng chú thành phố Đà Nẵng. Trưa nay, báo cáo nhanh về vụ máy bay trực thăng Bell 505 của binh đoàn 18 gặp nạn, Cục Cứu hộ, Cứu nạn cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân trọn vẹn, đưa về bệnh viện, một phần thi thể của nạn nhân thứ 5 đang được tiếp tục tìm kiếm. Các lực lượng đã trục vớt nhiều phần máy bay gồm ghế lái, ghế phụ và trục giảm tốc. Về lực lượng tìm kiếm, Cục Cứu hộ, Cứu nạn có 15 người tham gia, 205 chiến sĩ của quân đội, 18 người của Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam và 92 người của các lực lượng khác như biên phòng, hải quân, cảnh sát biển. Cơ quan chức năng huy động 34 phương tiện gồm nhiều tàu, xuồng của hải quân, cảnh sát biển, lực lượng biên phòng và tàu SAR-411.